Thế thôi, lớp mình vào chương 5 nhá. Hôm nay chúng ta sẽ học một phần của chương 5 đây. Thì mấy phần trước, từ chương 1 đến chương 4 thì chúng ta đã học về cái tổng quan về kế toán, các cái nghiệp vụ điều chỉnh và lập các cái báo cáo liên quan. Thì sang đến chương 5 này, người ta sẽ đưa ra cụ thể từng phần hành nghiệp vụ hơn. Giả sử như đối với chương 5 là kế toán về cái merchandise operation là gì? Là kế toán về bán hàng, về thương mại dịch vụ ấy. Accounting for Merchandising Operation. Thì trong phần này nó sẽ giới thiệu cho các bạn mấy vấn đề. Thứ nhất là về cái Service Company, thứ hai là về Merchandising Company, thứ ba là về các nghiệp vụ mua hàng hóa, bán hàng, các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm là gì ạ? Chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại. Thì cụ thể chúng ta sẽ học dần dần. Trước đến giờ thì chúng ta chỉ nghe thấy một cái từ gọi là chiết khấu thôi. Còn trong kế toán thì nó chia ra nhiều loại. Những cái thứ làm giảm trừ doanh thu đấy. Doanh nghiệp thương mại, doanh nghiệp dịch vụ buôn bán được sản phẩm thì có các cái cách promotion. Thì bốn cái cách đấy nó làm giảm trừ doanh thu đi. Thì chúng ta sẽ vào cái công ty, là loại hình công ty thứ nhất, đó là service company. Với service company người ta nói là sell time. Sell service time tức là bán cái thời gian cung cấp dịch vụ để mà kiếm được doanh thu. Ví dụ như dịch vụ là gì ạ? Dịch vụ dọn dẹp hay dịch vụ tư vấn, dịch vụ kế toán, dịch vụ luật chẳng hạn, hay dịch vụ cắt cỏ vân vân. Thì đấy chính là cung cấp thời gian cho khách hàng. Thì ở đây cái net income của nó sẽ bằng revenue mà trừ đi tất cả expense. Thì cái phần này chúng ta nhớ cái cách thức xác định net income là bằng revenue, là tổng thể doanh thu trừ đi các chi phí liên quan đến cái dịch vụ này. Cái hoạt động thứ hai là merchandising activities, là cái hoạt động của doanh nghiệp mua bán sản phẩm về để thu chênh lệch ấy, tức là doanh nghiệp thương mại mua rẻ và bán đắt, chốt lại là mua rẻ và bán đắt. Thì ở đây là chủ yếu liên quan đến sản phẩm hữu hình. Thì merchandise company nó sẽ liên quan đến mấy đối tượng như sau. Thứ nhất là manufacturer, là nhà sản xuất, cung cấp cho wholesale và retail và sau đó đến customer. Thế các bạn, theo các bạn nghĩ thì customer đã là người sử dụng cái sản phẩm chưa? Đã là end user chưa? Hay đôi khi customer lại mua về bán lại? Lớp mình. Có thể mua về bán lại đấy ạ. Mua về bán lại đúng không ạ? Đặc thù của ngày nay là phát triển các cái mô hình mới như Ponzi, mô hình đa cấp đúng không ạ? Tức là mô hình word of mouth, tức là truyền miệng đấy. Khách hàng sử dụng sản phẩm tốt, thế là người ta lại giới thiệu cho người nhà, người thân. Thì từ đấy khách hàng lúc này lại giống như retailer đúng không ạ? Retailer cấp 2 chứ không còn là customer nữa. Thì nó phải nảy sinh ra thêm một cái đối tượng ở dưới này, có thể chúng ta vẽ nó ra chẳng hạn. Đối tượng dưới này nó gọi là end user. Người sử dụng cuối cùng mới là cái người mà cái manufacturer hướng đến. Thì hàng hóa lưu thông và phải được sử dụng cơ, end user mới là người quan trọng. Xin lỗi các bạn, nó viết nó xấu quá. Đó, end user. Thì đấy là gì ạ? Đôi khi customer mua về để bán lại chứ không phải là customer là sử dụng cuối cùng nữa. Thì như vậy các bạn sẽ thấy có những cái đối tượng trong cái merchandising là gì? Thương mại, merchandise là thương mại. Nhà sản xuất, người phân phối, cái kênh distribution có thể là qua là gì ạ? Wholesale là bán buôn và retail là bán lẻ, rồi đến khách hàng. Khách hàng có thể rồi mới đến end user. Các bạn để ý lên đây một chút, cái cơ chế của cái doanh nghiệp thương mại hay là merchandising company thì tức là nó phải bán sản phẩm, và cụ thể là sản phẩm hữu hình. Đây, sản phẩm để mà kiếm được doanh thu thì nó sẽ bằng doanh thu trừ đi cái giá vốn hàng bán. Xin lỗi, đây là hình từ kỳ trước rồi tôi vẽ bậy lên và giờ tôi không thể xóa đi được. Có một cái từ gọi là cost of goods sold, thì chúng ta cũng để ý cost of goods sold, chi phí của hàng hóa đã bán ra, hay người ta gọi là hàng gì ạ? Chi phí của hàng hóa đã bán ra hay được gọi là hàng hàng gì nhỉ?
hay là gọi là giá vốn, hay còn gọi là giá mua về, giá nhập về để bán, tức là giá gốc, giá gốc. Đấy, thì các bạn nhớ là gì? Cái quan trọng nhất đối với lại cái thằng bán sản phẩm đó là gì? Tìm ra giá gốc của cái hàng hóa đó để mà bán kiếm chênh lệch. Thì cái người ta đưa ra cho các bạn cái từ gọi là cost of goods sold. Thì lấy doanh thu trừ đi cost of goods sold thì sẽ ra được cái gross profit và ra được expense rồi cuối cùng mới net income. Thế thì ở đây nó xuất hiện một cái từ gọi là gộp. Gross là gộp. Thế thì giả định như sau này đi điêu lương, các bạn đi làm, đi thực tập rồi thì các bạn mong muốn lấy lương net hay lương gross? Lớp mình. Các bạn đã đi làm rồi, lấy lương net hay lương gross? Rất nguy hiểm. Rất hợp. Tuấn xem lại bóng à, đêm qua không xem mà Tuấn. Ừ, phải em đâu thầy. Thì nếu đi làm thì chúng ta sẽ ký hợp đồng lấy lương gross, hay là mong muốn là sếp nó cho hai option, một là gross cái salary của bạn bằng này và net income của bạn bằng này, hay là net salary của bạn bằng này, thì các bạn mong muốn lấy cái lương gì? Người ta đưa ra một gói lương 50.000 đô gọi là lương gross, nhưng người ta lại đưa ra một gói lương net là khoảng 45.000, thì các bạn lấy cái nào hơn? Lấy cái net 45. Lấy net 45. Cứ lấy net, cứ ra là chốt lại anh trả em bao nhiêu, đúng không ạ? Chốt lại em bỏ túi được bao nhiêu, chứ đừng lấy gross, đúng không ạ? Bởi vì các bạn nhìn này, đối với doanh nghiệp thương mại này, gross profit nó là lợi nhuận gộp và phải trừ đi muôn vàn cái expense khác, tức là rất nhiều loại chi phí khác rồi mới đến net được. Thế thì thông thường doanh nghiệp nó cũng offer hai cái lương này đó. Khi mình về FPT cũng thế. FPT offer mình ở cái mức lương, ví dụ là gì? Cái giai đoạn đợt thử việc năm 2019 thì đầu tiên là tính theo giờ, thế nhân lên, nhân giờ lên, thấy không ăn thua lắm, và nếu không đi làm thì không ăn thua lắm. Sau đó thì cái option thứ hai là lĩnh lương fix. Lương fix, ví dụ như nó có một gói 3-400 một năm làm research, thì cái gói đấy trông thế cũng tốt, nhưng cuối cùng lại không ngon bằng tự làm. Ở trường mình á, có nhiều cái gói vì nó dưới hình thức doanh nghiệp mà các bạn sẽ điêu lương và nó offer đấy. Thế thì tìm lại cái gói net để mà chúng ta hướng đến. Thì đấy, các bạn nhớ giúp mình là gì? Quan trọng nhất đối với doanh nghiệp merchandising, là doanh nghiệp thương mại bán sản phẩm ấy, thì phải là tìm được cái giá gốc, giá nhập, gọi là cost of goods sold. Trên slide này thì nó đưa ra cái chu trình bán hàng, có hai hình thức bán hàng. Công ty chúng ta nhé, ở đây giờ là chúng ta đang nghĩ là công ty chúng ta và chúng ta làm kế toán. Thế thì có hai hình thức bán hàng, một là bán thu tiền ngay, hai là bán chịu. Thì các bạn nhớ, bán thu tiền ngay, đầu tiên chúng ta phải đi mua hàng hóa về, dùng tiền để mua hàng hóa về. Thì từ nay các bạn cũng làm quen dần với cái từ merchandise inventory, là hàng tồn kho nhé, tiếng Việt người ta gọi là hàng tồn kho. Mua hàng hóa về, hàng hóa tăng, tiền giảm. Bán được hàng hóa thì hàng hóa giảm, tiền lại tăng. Đấy là cái mà chúng ta nhớ. Còn đối với việc là bán chịu cho khách hàng thì đầu tiên cũng phải là mua hàng hóa về, hàng hóa tăng, tiền giảm. Bán chịu cho khách hàng thì hàng hóa giảm, doanh thu tăng và công nợ tăng. Thu được tiền nợ thì tiền tăng và công nợ giảm. Đấy, thì nhìn ở trên này chúng ta đã thấy ra mấy bút toán rồi. Thì chúng ta sẽ làm và vào dần dần nhé. Thì các bạn nhớ giúp tôi là có hai cái hình thức như vậy.
bán chịu hoặc là bán thu được tiền ngay. Cái công thức mà tôi cũng luôn nói, tôi cũng mong muốn các bạn nhớ, đó chính là xác định cái số dư cuối kỳ thì bằng cái gì nhỉ? Lớp mình còn nhớ công thức dư cuối kỳ không ạ? Dư cuối kỳ bằng gì hả Yến? Yến Sằng. Dư cuối kỳ thì bằng gì? Dư cuối kỳ ấy, số dư cuối kỳ thông thường thì bằng gì ạ? Thì sẽ bằng số dư đầu kỳ cộng phát sinh tăng và trừ đi phát sinh giảm. Các bạn sẽ thấy hàng tồn kho của doanh nghiệp, hàng hóa của doanh nghiệp thì sẽ bao gồm cái số dư lại của kỳ trước hay của năm trước cộng với số doanh nghiệp mua về để bổ sung hàng hóa. Đây là phần tăng thêm này. Và sẽ là gì? Trừ đi cái số hàng hóa đã được bán ra. Goods là hàng hóa nhé, không phải là good là tốt đâu. Goods là hàng hóa. Hàng hóa được bán ra, sold là được bán ra. Thì đây chính là cái phần làm giảm đi số lượng hàng của doanh nghiệp. Thì số dư cuối cùng hàng hóa của doanh nghiệp sẽ bằng dư đầu kỳ cộng với hàng hóa mua về, tức phát sinh tăng trong kỳ, và trừ đi số lượng hàng hóa bán ra thì bằng số dư cuối kỳ. Thì phần này các bạn nhớ lại giúp tôi là cái công thức số dư cuối kỳ. Có hai cái hình thức ghi sổ hay là quản lý hàng tồn kho thì các bạn sẽ thấy là có cái perpetual system và periodic system, tức là phương pháp kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ. Thì ở trên này người ta nói là perpetual system, tức là kê khai thường xuyên, tức là liên tục cập nhật ghi sổ các cái giao dịch về mua bán hàng hóa. Còn với lại periodic system, tức là định kỳ. Định kỳ thì người ta bảo sẽ cập nhật vào giai đoạn cuối kỳ kế toán. Cuối kỳ kế toán thì có thể là cuối tháng hoặc cuối tháng. Thế thì tôi có một câu hỏi cho các bạn thử search thử xem khi nào thì dùng phương pháp kê khai thường xuyên và khi nào dùng kiểm kê định kỳ. Chúng ta thử search xong chúng ta comment vào trong cái phần chat, sau đó là tôi sẽ tóm tắt lại ý. Đặc thù doanh nghiệp như thế nào? Đặc thù hàng hóa này. Hàng hóa phải doanh nghiệp như nào thì chọn một trong hai phương pháp trên. Đó, thử tìm xong là search cho tôi, xong nói thử xem nào, chúng ta thảo luận một chút. Kê khai thường xuyên là với các doanh nghiệp sản xuất thế. Rồi, sản xuất. Ok. Còn kê khai định kỳ là với các doanh nghiệp nhiều chủng loại vật tư. Định kỳ nhiều chủng loại vật tư và mất thời gian đúng không? Vâng. Thì nhiều thời. Rồi, đấy là một trong hai cái ý. Hai ý như vậy. Thế thì tôi lấy một cái ví dụ cho các bạn. Các cái doanh nghiệp thực phẩm ấy, doanh nghiệp thương mại nó bán thực phẩm như kiểu cái chuỗi siêu thị của Vinmart mà các bạn thấy đấy, thì nó bán chủ yếu là đồ thực phẩm, thì cái này nên phù hợp với kê khai thường xuyên hay định kỳ? Đồ thực phẩm, rau củ quả thường xuyên đúng không ạ? Thường xuyên đúng rồi ạ. Thường xuyên thì bởi vì sao ạ? Vì cái đặc tính của hàng hóa nó dễ hỏng, nó có hạn sử dụng. Đấy là một cách để chúng ta xác định phương pháp. Cái trường hợp thứ hai, ví dụ đối với doanh nghiệp xây dựng đi, nó toàn cát đá sỏi thì liệu rằng nó ngày nào nó sẽ cập nhật thường xuyên hay không? Ví dụ như nó sẽ, ví dụ tại chân công trình nó sẽ chở đến hàng trăm xe cát hay là trăm xe đá, hay là không biết bao nhiêu xi măng chẳng hạn, hay là gạch đá, cát đá đi,
gạch, thì liệu rằng người ta có phải kiểm kê, người ta có thể ghi chép, kiểm kê phản ánh thường xuyên được hay không, hay là cứ định kỳ thôi? Với các doanh nghiệp xây dựng ấy, toàn thấy là vật tư vật liệu ấy. Đấy là theo định kỳ. Định kỳ thôi đúng không ạ? Thì đấy nhá, ví dụ còn một cái yếu tố nữa, vừa nãy là mang tính chất dễ hỏng hóc. Dễ hỏng hóc, hàng hóa dễ hỏng hóc thì là kê khai thường xuyên. Hàng hóa mà khó có thể cân đong đo đếm được thường xuyên thì sẽ kiểm kê định kỳ, giống như cát đá sỏi của doanh nghiệp xây dựng. Ngoài ra nữa thì có cái gì? Tôi lấy một ví dụ nữa là vàng bạc kim khí đá quý, mà doanh nghiệp vàng bạc ấy thì nó định kỳ hay là thường xuyên? Cửa hàng vàng bạc hay là công ty đá quý thì nó sẽ thường xuyên hay định kỳ? Lớp mình em nghĩ là định kỳ. Ô thế định kỳ thì chắc là mất hết. Định kỳ thì mất hết. Ở trong cập nhật giá vàng đấy ạ. Cập nhật hàng hóa là một. Quan trọng là gì? Trong cái phần lý thuyết mà bạn có thể search được trên mạng, nó nói về hàng hóa có giá trị cao đúng không? Hàng hóa có giá trị cao nếu như các bạn xuất ấy. Thì đặc thù của hàng hóa phải kê khai thường xuyên là gì? Có giá trị và dễ bị sai sót gian lận mất cắp. Dễ sai sót gian lận mất cắp thì phải kê khai thường xuyên. Còn những cái thứ lớn, ví dụ máy cẩu, máy xúc của doanh nghiệp xây lắp ấy, liệu có ai dám mang đi để bán không? Thì hiển nhiên là người ta cứ định kỳ, người ta kiểm kê thôi, người ta phản ánh thôi, chứ không thể nào mà kê khai thường xuyên được. Thì đấy, tôi chỉ chốt lại hai ý thôi. Đặc thù của hàng hóa nó là gì? Nó dễ hỏng hóc, nó dễ biển thủ, mất mát, làm gian lận, sai sót hay không? Thì chúng ta sử dụng phương pháp kê khai thường xuyên, và ngược lại thì định kỳ. Đó, chỉ có hai ý thế thôi. Còn về mặt lý thuyết nó nói thế nào thì kệ nó. Giống như các bạn tìm đấy là doanh nghiệp xây lắp, doanh nghiệp sản xuất vân vân. Tôi chỉ tập trung vào hai ý như thế thôi. Có hạn sử dụng, dễ hỏng hóc, hư hại, lỗi thời, và có giá trị cao thì dễ xảy ra gian lận, sai sót, mất mát thì phải kê khai thường xuyên. Sau đây thì chúng ta bắt đầu vào cái nghiệp vụ thứ nhất, là cũng giống như ở chương 3, chương 4, chúng ta sẽ có cái nghiệp vụ là mua bán hàng hóa. Ví dụ nghiệp vụ này thì chúng ta sẽ hạch toán như thế nào? Từ nay Merchandise Inventory được gọi là một đối tượng kế toán ở đây. Thì các bạn sẽ ghi debit hay là ghi nợ có như nào? Ghi debit, ghi credit như nào? Debit cái gì và credit cái gì? Lúc này chúng ta mua hàng hóa về thì hàng hóa tăng hay giảm? Tiền tăng hay giảm? Hàng hóa tăng, debit tăng. Hàng hóa tăng, tiền giảm thì hạch toán như nào? Debit của gì và credit của gì? Debit của hàng hóa và credit của card. Rồi, tức là debit của merchandise inventory và credit của cash là 1.200 đúng không ạ? Vâng. Đó, các bạn nhớ bước 1 khi mua hàng hóa, cái nốt ấy, ở đây tôi sẽ ghi là nghiệp vụ mua bán hàng hóa thì step 1 là phản ánh giá trị trị giá hàng hóa tăng thêm. Hàng hóa tăng thêm là debit của merchandise inventory và credit của cash.
Đấy là nghiệp vụ số 1, tùy các bạn điền bao nhiêu tiền vào. Thế thì bây giờ sang đến nghiệp vụ số 2 này. Các bạn sẽ thấy chúng ta đi mua thì chúng ta sẽ được hưởng chiết khấu. Đôi khi sẽ được hưởng một cái khoản được gọi là khuyến mại đi. Chúng ta dùng cái từ khuyến mại thì đúng hơn. Khuyến mại thì thường nó sẽ gọi là chiết khấu hay khuyến mại gì đấy. Giảm giá này kia vân vân. Thì bản chất nó là một cái hình thức mà giúp cho con người ta, kích thích người ta mua sắm nhiều hơn. Thì đối với các doanh nghiệp, ở đây người ta đưa ra một cái khái niệm gọi là chase discount, tạm hiểu là chiết khấu thương mại. Chiết khấu thương mại là loại chiết khấu mà khi các bạn mua nhiều thì được hưởng. Mua một sản phẩm giá 10 đồng nhưng mua 1.000 sản phẩm giá chỉ có 5 đồng thôi, thì cái phần giảm đấy chính là chiết khấu thương mại. Chúng ta phân biệt giúp tôi như thế. Mua nhiều thì được hưởng gọi là chiết khấu thương mại. Đây các bạn nhìn này, 1.000 sản phẩm đơn giá là 5.25 đô thì tổng số tiền thanh toán sẽ là 5.250, và cái giá trị được discount ở đây là 30% discount, và invoice lúc này nó chỉ còn là gì, 5.250 trừ đi 1.575 và bằng 3.675 là số tiền cho cái đơn hàng này mà các bạn phải tính. Tức là chúng ta đã được hưởng chiết khấu thương mại, tức là chase discount. Lớp mình nhớ cho tôi cái phần này. Người ta sẽ đưa ra cái thứ hai là gì? Cái hình thức cái hóa đơn VAT invoice này thì nó bao gồm các cái mục như là seller invoice date này, purchase order date, credit term này, freight term này, goods total invoice. Nó liên quan đến cái gì? Thông tin người mua người bán, mã số ngày phát sinh nghiệp vụ hóa đơn, mã số hóa đơn vân vân, đơn giá thành tiền tổng vân vân, điều khoản vận chuyển, điều khoản công nợ. Thì đây là cái mẫu invoice mà chúng ta có thể nhìn thấy ở trong thực tế. Tiếng Việt chúng ta nhìn thấy invoice hóa đơn đỏ là bình thường rồi. Cái loại thứ hai mà chúng ta cần quan tâm đó là purchase discount. Nó là một cái hình thức khuyến khích cho người tiêu dùng nữa, người mua, cái quan hệ về giao dịch nữa. Người ta gọi là chiết khấu thanh toán. Chiết khấu thanh toán được gọi là giảm, là phần giảm đi nếu như mà các bạn thanh toán sớm tiền hàng. Nếu như các bạn thanh toán sớm tiền hàng. Ở đây giả định chúng ta có credit này, period là 30 ngày. Chúng ta ký một cái hợp đồng đấy, mua hàng hóa là thanh toán tiền. Tổng thời gian là 30 ngày. Nhưng nếu như 10 ngày đầu chúng ta đã thanh toán thì ví dụ sẽ được hưởng 2% trên hóa đơn chẳng hạn. Tức là nhà cung cấp sẽ khuyến khích, các bạn là đối tác lâu năm ấy, người ta sẽ khuyến khích như vậy. Cái khoản nợ này trong vòng 30 ngày, 10 ngày đầu bạn thanh toán được thì tôi cho bạn 2%. Thì tất nhiên rồi, chúng ta thu xếp ngay 10 hay 30 ngày. Nếu như mà chúng ta xoay được tiền ở đâu thì chúng ta cũng sẽ có thể là gì ạ? Trả luôn cho nhà cung cấp để được hưởng 2% chứ. Thì chúng ta sẽ tính đấy, thì cái việc người mua và người bán sẽ ra quyết định xem như thế nào nó có lợi nhất cho công ty thì các bạn làm. Thì đây người ta gọi là chiết khấu thanh toán. Chiết khấu thanh toán hỗ trợ người mua, xin lỗi là khuyến khích người mua chịu thanh toán tiền sớm trước hạn cho người bán. Thì phần này chúng ta sẽ nhớ. Ở ngoài thị trường có hai hình thức discount. Purchase discount là chiết khấu thanh toán. Chase discount là chiết khấu thương mại. Lớp mình nhớ cho tôi hai cái phần này nhé. Có hai loại chiết khấu như thế.
chúng ta sẽ sang thêm một cái được gọi là phổ biến ở trên thị trường mà các doanh nghiệp nó hay có các điều khoản như này. Chúng ta sẽ nhìn thấy cái thứ được gọi là 2-10 net 30, tức là 2-10 net 30. 2-10 net 30 là gì? Net 30 tức là thời hạn của khoản nợ. Ví dụ có thể là 30 ngày hoặc là 90 ngày. Tôi lấy ví dụ 90 ngày. Khoản nợ này nhà cung cấp cho chúng ta nợ 90 ngày. Ví dụ 10 hay là 20, 10 hay 20 ngày chẳng hạn, là số ngày mà nó cho chúng ta khoản nợ là 90 ngày. Nhưng nếu 10 hay 20 ngày mà ông trả thì chúng ta sẽ được hưởng một số phần trăm là 2% hay là 5% chẳng hạn. Thì đấy, 2 là discount percentage, 10 ở đây nó gọi là number of day discount is available này. Và 30 lần N30 ở đây nó gọi là credit period. Thì đấy, chúng ta có thể thay thế. Thế thì bạn nào cho tôi biết giả định như số là 5, 20, 90, ý nghĩa nó là gì ạ? Hello. Hello, hello. Năm 20, 90 thì ý nghĩa như nào? Tức là sẽ phải thanh toán trong 90 ngày ạ. Nhưng mà nếu mà thanh toán trong vòng 20 ngày thì sẽ được 5% discount. Chính xác rồi. Đấy thì các bạn thấy là gì? Đây là cái hình thức, nó gọi là một cái term, cái thỏa thuận trong cái contract với lại các cái doanh nghiệp thương mại. Thì đấy, nếu như mà chúng ta sẽ thấy rằng là gì? Chúng ta sẽ xem thời hạn của khoản nợ này, cái số thứ hai là số ngày. Thế thì với các cái nghiệp vụ nó cho các bạn như này, thường nó sẽ hỏi ngày phát sinh nghiệp vụ này và nó giả định là đến ngày 12 hay ngày 15 chẳng hạn, thì các bạn sẽ tính xem nó có phù hợp với cái điều khoản này hay không. Nó sẽ cho số ngày lệch đi hoặc là số ngày đúng với cái này. Liệu rằng có thỏa mãn cái điều khoản là được chiết khấu 2% hay 5% hay không. Lấy ví dụ như sau. Các bạn nhìn đây, bước 1. Vì mua chịu mà, nghiệp vụ mua bán hàng hóa ở đây là mua chịu, thì là sẽ là tăng hàng và tăng công nợ, debit của merchandise inventory và credit của account payable. Đấy là ngày 2 nhá, lớp mình chú ý là ngày 2 tháng 11. Thế thì người ta lại cho tiếp đến ngày 12 tháng 11 thì công ty thanh toán cái khoản nợ này. Thì các bạn sẽ tính xem có thỏa mãn điều kiện được hưởng chiết khấu thanh toán không. Người ta cho vòng cái điều khoản là 10 ngày thì đến 12 họ thanh toán, như vậy là họ được hưởng chiết khấu. Được hưởng chiết khấu. Và người ta sẽ thanh toán, thì các bạn nhớ giúp tôi khi thanh toán ấy, tức là phải trả hết công nợ. Trả hết công nợ là nợ 1.200 thì phải trả hết. Thế tuy nhiên thực tế vì chúng ta được hưởng 2% trên 1.200, tức là 24 đồng. Thì 24 đồng này nó sẽ tính vào cái giá trị của hàng hóa. Vì chúng ta không phải trả cho cái khoản đấy thì hàng hóa của chúng ta giảm giá trị tương ứng. Về mặt hiện vật số lượng thì nó vẫn thế, nhưng về mặt đơn giá, về mặt giá trị thì nó sẽ giảm xuống một chút. Thì lúc này chúng ta chỉ cần phải trả tiền mặt là 1.176 thôi, ví dụ như thế. Thì sẽ phải ghi là debit của account payable, credit của cash và credit của merchandise inventory. Thì cái phần này chúng ta sẽ phải ghi như sau này: nghiệp vụ mua bán hàng hóa nợ này cung cấp đấy, step 1 credit của merchandise inventory và xin lỗi là debit của merchandise inventory và credit của account payable
Đấy thì đấy là cái phần trong phần chat tôi ghi là đấy, bước 1 các bạn phải phản ánh cái tình hình công nợ. Bước số 2 thanh toán và được hưởng chiết khấu này. Step 2. Thanh toán được hưởng chiết khấu, được hưởng này. Chiết khấu thanh toán. Chiết khấu thanh toán thì sẽ là debit của account payable. Đến cái đoạn này các bạn chỉ cần học thuộc nhiệm vụ thôi, không cần học hiểu cũng được. Payable, payable, credit của cash. Số tiền, tổng số tiền, tổng số nợ này, trừ đi số được hưởng chiết khấu. Đó, và credit của merchandise, merchandise inventory. Số được chiết khấu. Thì các bạn chỉ cần nghĩ khi người ta bảo đề người ta hỏi là gì? Hạch toán cái nghiệp vụ thanh toán được hưởng chiết khấu thì thứ nhất các bạn sẽ nhớ đến bước 1 là debit của merchandise inventory, credit của account payable. Bước 2 là thanh toán được hưởng chiết khấu thì sẽ debit của account payable, credit của cash và credit của merchandise inventory. Thì đây là đối với lại cái phần mà các bạn sẽ phải tìm hiểu, đó là hạch toán giảm trị giá, giảm giá hàng nhập kho đấy. Chúng ta nhập về số sản phẩm thực tế là một, ví dụ 1.200, tôi giả định là 12 sản phẩm đi, hay là 10 hay 1.000 sản phẩm đi, 1.000 sản phẩm thì trị giá là 1.200, chúng ta phải trả, chúng ta còn nợ. Thế thì được giảm giá xuống, được giảm, được hưởng chiết khấu xuống 2%, như vậy là cái giá thành của cái sản phẩm ấy nó sẽ không còn phải là 1.200 nữa, mà nó chỉ còn là 1.176 thôi. Thế nên chúng ta phải ghi giảm nó xuống. Giảm nó xuống là credit của merchandise inventory. Ngược lại là lúc chúng ta mới mua về, chúng ta hạch toán tạm tính là 1.200 đấy, với 12 với 1.000 sản phẩm là debit của merchandise inventory, thì lúc này chúng ta ghi giảm nó xuống. Thì hạch toán chiết khấu thanh toán nó chính là giảm giá trị hàng nhập kho xuống một chút. Một chút. Tôi sẽ lấy cho các bạn một cái ví dụ và chúng ta sẽ làm. Chúng ta sẽ đọc một chút về cái purchase discount này. Ở đây nó cho một cái các cái ví dụ. Thế nhưng mà tôi sẽ tìm tôi sẽ tìm cho các bạn một cái ví dụ để chúng ta làm. Người ta sẽ cho các bạn cái purchase discount example này. Các bạn nhìn lên thì ở đây người ta cho một cái điều khoản thì chúng ta cũng tính tiền. Cũng tính tiền đi. Ví dụ ở đây người ta cho trị giá hàng hóa là 1.500. Điều khoản là 20 net 30 cũng tương tự. Và nếu như thanh toán trước hạn trong vòng 30 ngày đấy và 10 ngày đầu tiên thì được hưởng 2% chiết khấu thanh toán. Thế người ta cũng sẽ cho chúng ta là gì? Giá bán. Các bạn sẽ phải tính giá bán 1.500. Chiết khấu 2% thì tương đương với lại 30 và giá thanh toán, số tiền phải thanh toán thực tế là 1.470. Thế hạch toán như thế nào? Ở đây người ta cũng sẽ cho các bạn là lúc mua hàng hóa thì hàng hóa tăng, người ta dùng cái từ purchase, hàng hóa tăng là 1.000, debit của hàng hóa là 1.500 và credit của account payable là 1.550. Khi được hưởng chiết khấu thì sẽ là gì? Sẽ được ghi vào account payable là 1.500. Credit của discount, cái phần discount là 30 và phần tiền là 1.470 và tương ứng với lại 1.500 là tổng.
Đấy, ở đây người ta đẩy vào tài khoản purchase discount hay nó chính là merchandise inventory làm giảm giá cái hàng hóa đó xuống. Thì các bạn thử đọc cái ví dụ này nhé, tôi sẽ tìm thêm một cái ví dụ tiếp xem nào. Bữa trước tôi có cho các bạn một vài bài. Đợi tôi tìm xem. Chúng ta sẽ thực hành vài cái bài như thế này. Classroom này. Chúng ta sẽ tìm một vài bài ở cái phần đó, chúng ta thực hành để tôi tìm lại cho các bạn. Đây chúng ta thử xem phần Merchandise Inventory ở đây nó sẽ làm như thế nào. Cost of goods sold, vân vân, credit, inventory, tôi sẽ tìm. Này chẳng thấy nó có bài tập gì nhỉ. Nào chúng ta thử xem. Câu này thử xem nào. Nó là đáp án gì lớp mình? Thử check thử vài câu xem nào. Nó hỏi là merchandising company to make products they intend to sell. Đúng hay sai? Đúng đấy. Thương mại nó đúng hay sai? Fail à? Đúng hay sai vì sao? Công ty thương mại mà chỉ mua về thôi đúng không? Chúng ta chọn sai đúng không ạ? Bởi vì đối với doanh nghiệp thương mại, doanh nghiệp thương mại là mua về để bán chứ không phải là sản xuất. Đây cái điều khoản này là như thế nào đây lớp mình? 115 net 40. Đây ạ. B à? B à? Trả trong vòng 15 ngày được hưởng 1%. Thử xem. Đây, khi một cái invoice đến hạn và nếu được cái khoản discount. Cái này là invoice term này, trail wire. Thỏa thuận hợp đồng đối với lại người mua. Cái phần này nó liên quan đến cái invoice term, có thể là về cái việc thanh toán này hoặc là về cái phương pháp freight. Cái này các bạn không biết nhưng cái này là own, bởi vì
thỏa thuận hợp đồng nó còn liên quan vấn đề nữa là việc thanh toán và cái việc vận chuyển, thì cái này là việc shipping ấy, nó có thêm nữa. Cái này chúng ta chưa học, nó sao nó không ra được cái bài nào nó đúng cái cách tính của thầy cho mình nhỉ? Nó không có, thôi thế được rồi, học nốt cái này để tí rồi làm tiếp. Đấy thì các bạn nhớ giúp tôi nó có hai cái nghiệp vụ như vậy, xíu rồi ta quay lại cái phần kia. Nó sẽ có hai nghiệp vụ. Nghiệp vụ 1 là mua trả tiền ngay, nghiệp vụ 2 là trả chậm. Trả chậm và được hưởng thanh toán nếu như thanh toán trước hạn. Cái vấn đề thứ ba mà cũng làm giảm đến doanh thu của doanh nghiệp đó chính là hàng bán bị trả lại, rồi là giảm giá hàng bán. Các bạn đi mua hàng Shopee hay Alibaba, Taobao bao giờ không? Các cái e-commerce the platform ấy. Shopee này. Shopee thế có bao giờ bị phải trả lại hàng không? Có mấy lần mua quần áo kiểu nó không phù hợp thì mình bảo đổi trả rồi. Nó cũng cho đổi trả luôn hả? Chắc là ông tùy nơi, bọn em mua đến đọc đấy mấy cái ở nó này, mấy cái gì nhỉ? Cái quyền lợi ấy. Nó được cho trả thì mua. À. Thế như vậy thì nó cũng chính là một phần hợp đồng, cái thỏa thuận, các cái điều khoản hợp đồng. Thì đối với các cái doanh nghiệp thương mại cũng tương tự. Chúng ta đặt vào vai trò của doanh nghiệp, cái khoản này nó sẽ làm giảm doanh thu của doanh nghiệp. Khoản thứ nhất nó là hàng bán bị trả lại. Là hàng bán bị trả lại khi nào? Khi giống như bạn nói đấy, nó không đáp ứng chuẩn, gọi là các cái tiêu chuẩn mẫu mã, màu sắc vân vân đấy, không đáp ứng được theo cái hợp đồng. Cái yếu tố thứ hai người ta gọi là purchase allowance, là giảm giá hàng bán, hàng hóa bị lỗi. Hàng hóa bị lỗi từ nhà cung cấp, thì nếu như chúng ta tiếp tục mua cái sản phẩm đó, một là chúng ta trả lại theo cái phương pháp purchase return, là trả lại hàng và đổi cái khác, hai là chúng ta chấp nhận sử dụng hàng đó thì nhà cung cấp sẽ chấp nhận giảm cho chúng ta một chút liên quan đến giá. Thì đây là hai hình thức mà xử lý cái câu chuyện của doanh nghiệp là lỗi với lại sai các cái điều khoản hợp đồng. Thế thì đây các bạn nhìn lên này, vẫn là cái nghiệp vụ này thôi. Nghiệp vụ thứ nhất là mua hàng hóa mua chịu, có thêm điều khoản 2% 10 net 30, thì các bạn mua hàng hóa về bước 1 cũng vẫn là merchandise inventory account payable ấy. Tăng hàng hóa, tăng công nợ theo đúng bản chất của cái step 1 lúc trước tôi nói. Sang đến ngày mùng 5 các bạn trả lại hàng, trả một phần hàng bị lỗi, hàng bán bị trả lại đấy, thì lúc này cái hàng ở trong kho chúng ta tăng hay giảm và cái công nợ của chúng ta tăng hay giảm lớp mình. Hàng giảm công nợ giảm. Hàng giảm công nợ giảm, đúng rồi. Thế lúc này là chúng ta phải trả lại hàng, thì chúng ta giảm đi cái nghĩa vụ phải trả là 300, và hàng hóa của trong kho chúng ta trả bớt đi, trả lại người ta thì trong kho chúng ta cũng giảm đi 300. Thì đây là cái việc là gì? Hạch toán việc trả lại hàng. Đấy, cái step 2 ở đây là hạch toán việc trả lại hàng. Thì bằng cách gì? Ghi giảm công nợ và ghi giảm hàng hóa. Thì phần này các bạn nhớ ghi lại. Hạch toán việc trả lại hàng là ghi giảm công nợ và ghi giảm hàng hóa, debit của account payable và credit của merchandise inventory. Thế vậy đến ngày 12, đúng cái điều khoản được chiết khấu 2% chiết khấu thanh toán, thì chúng ta tính trên 1.200 hay tính trên 900 ở lớp mình? 900. 900. Ok, vậy là gì? Chúng ta lại quay lại câu chuyện hạch toán cái khoản chiết khấu thanh toán là debit của account payable với tổng số thực tế thanh toán sau khi đã trả hàng là 900. Số chiết khấu merchandise inventory ghi giảm vào giá trị hàng hóa là 900 nhân với 2% là 18.
và số tiền còn phải trả là credit của cash là 882. Thì cái này giống như cái bước số 2 mà tôi đã nốt lại trong phần chat cho các bạn. Thì đấy, chúng ta sẽ xem lại một lượt, sau đó là chúng ta nhớ mua hàng thì vẫn tăng hàng, tăng công nợ theo tổng số tiền trên hóa đơn. Trả lại hàng lỗi, ghi giảm công nợ, ghi giảm hàng hóa đối với cái phần hàng trả lại là 300 đô. Hạch toán phần thanh toán phản ánh chiết khấu thanh toán là 900 đô thực tế phải trả. Và phần tiền được hưởng chiết khấu cũng như là phần tiền thực tế phải trả cho nhà cung cấp. Thì đây chính là cái việc mà phản ánh cái hàng hóa bị trả lại là như thế. Có thêm một cái yếu tố nữa mà lớp mình phải để ý, đó chính là việc ship, phí ship. Như tôi vừa nói, phí ship, ví dụ như cái bạn vừa rồi là mua trên Shopee, hay đơn giản bạn nữ chẳng hạn mua trà sữa, mua Starbucks đi, ship đến tận nhà, thầy cho mình ngồi ở nhà và người ta ship đến, thì ai sẽ là người trả phí ship, transportation? Người mua thầy ạ. Người mua, ok, người mua. Thì đấy, đối với doanh nghiệp cũng thế, doanh nghiệp nó mua bán hàng hóa nó cũng sẽ có hai vấn đề. Cái phí ship này nó sẽ có hai vấn đề. Nó đưa ra cho chúng ta cái thuật ngữ gọi là FOB, shipping point. Shipping point là tại cái điểm ship. Ví dụ như là tại điểm ship thì người mua phải trả tiền ship. Chúng ta mua, ví dụ là mua trà sữa chẳng hạn, hay mua quần áo, mua trà sữa đi. Thì Phúc Long nó sẽ, từ Phúc Long nó sẽ ship đến cho chúng ta. Thì lúc này là người mua sẽ phải trả tiền chi phí. Nhưng người ta bảo là gì? Chúng ta mua hàng hóa và chúng ta sẽ yêu cầu là gì? FOB destination. Thì là gì? Thằng bán muốn bán được hàng phải giao tận nơi cho chúng ta. Thì lúc này là thằng bán phải chịu chi phí vận chuyển. Thì vì sao nó sinh ra cái thứ gọi là FOB shipping point và FOB destination? Thì hai cái này nó là hai cái thuật ngữ liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa. Thì với cái giá destination thì thường là liên quan đến hàng hóa có giá trị lớn. Người bán mà chịu phí vận chuyển, tức là hàng nó phải rất giá trị lớn và nó cần phải lắp đặt chạy thử ấy. Giống như một cái máy móc, máy tính, các bạn mua một cái máy tính chẳng hạn, máy chủ hay máy gì đó vân vân, nó rất đắt tiền. Thì người ta phải đến lắp đặt, chạy ngon lành, nghiệm thu bàn giao thì các bạn mới trả tiền. Thì lúc này là gì? Cái người bán đấy sẽ phải trả cho các bạn cái phí shipping. Thì nó hơi khác với lại các cái hàng hóa thông thường thiết yếu như trà sữa hay quần áo vân vân đấy. Thì chúng ta nhớ, trong đề bài nó sẽ cho là gì? Theo điều khoản FOB shipping point hay trong điều khoản FOB destination. Nếu như nó xuất hiện FOB shipping point, tức là giá trị hàng hóa nó sẽ phải bao gồm phí vận chuyển và người mua phải trả, chúng ta sẽ phải tính vào, chúng ta cũng phải tính vào. Còn nếu như trong trường hợp mà đề bài nó bảo là gì, FOB destination, thì lúc này chúng ta không được tính vào chi phí của lô hàng đấy. Ví dụ như thế thì chúng ta sẽ có next này. Chúng ta có một cái nghiệp vụ liên quan đến phí vận chuyển. Thì ở đây nó nêu luôn là chi phí vận chuyển là 75 đô và không có cái điều khoản nào, thì chúng ta tính luôn vào trị giá lô hàng. Tổng trị giá lô hàng sẽ là 1.275 và các bạn thanh toán bằng tiền mặt. Thì cái này là mua hàng và thanh toán thôi, rất bình thường. Đấy, ví dụ như thế. Trường hợp này người ta đưa ra là gì?
trên hóa đơn nó sẽ trị giá là 235.800 đô. Mua nhiều được chiết khấu thương mại là 4.200 đô. Trả lại hàng hóa là 1.500 đô. Chi phí vận chuyển là 2.300. Như vậy là gì? Số tiền hàng mà phải thanh toán là 232.400. Thì các bạn sẽ để ý là gì? Chúng ta phải xem cái gì chúng ta được tính vào tiền hàng và cái gì không được tính vào tiền hàng. Thì chúng ta làm kế toán là người ta phải bóc tách từng khoản là như thế, ý nghĩa là như thế. Thì chúng ta để ý để tính ra được là cái gì? Tổng trị là trị giá lô hàng mà chúng ta phải thực tế phải trả. Thế sau đó thì các bạn sẽ để ý mà xem. Thứ nhất, người ta đưa ra cái thứ được gọi là sale, là tổng doanh thu. Sale là tổng doanh thu. Tổng doanh thu trừ đi chiết khấu, trừ đi giảm giá, tức là những cái khoản giảm trừ doanh thu thì mới ra được gọi là net sale, là doanh thu thuần. Doanh thu thuần mới trừ đi giá vốn hàng bán thì mới ra được gross profit. Thì đây là cái cách mà người ta sẽ đưa ra cho các bạn. Đầu tiên là sale, là tổng doanh thu. Xong là trừ đi các cái khoản giảm trừ thì sẽ ra net sale. Và trừ tiếp đi cost of goods sold là giá vốn thì sẽ ra được lợi nhuận gộp. Và sau đó trừ tiếp đi cho các loại chi phí bán hàng, chi phí vận hành doanh nghiệp thì sẽ ra được lợi nhuận của cái việc bán hàng này. Ví dụ như nghiệp vụ này các bạn sẽ có thể nhìn thấy. Nghiệp vụ này các bạn sẽ có thể nhìn thấy là ghi nhận doanh thu này, ghi nhận doanh thu. Các bạn mua hàng về rồi, lúc đấy là các bạn tính trị giá hàng hóa của các bạn. Thì bây giờ các bạn mua hàng, các bạn phải tính doanh thu và giá vốn của các bạn. Thì với nghiệp vụ này người ta sẽ yêu cầu các bạn ghi doanh thu. Ở đây là doanh thu bán chịu thì sẽ tăng những cái gì hả các bạn? Các bạn bán hàng và ghi nhận doanh thu nhưng mà khách hàng chịu tiền ấy, thì phải tăng các khoản phải thu và tăng doanh thu. Ở đây người ta dùng cái từ sale hay chính là revenue đấy. Sale hay chính là total revenue. Bước 1 thì nó sẽ ghi là gì? Ví dụ ngày 3 tháng 11 là cái công ty này bán được 2.400 tiền hàng và bán chịu. Với cái giá vốn của lô hàng, cái giá cost base basics, tức là cái căn cứ cái giá thành của cái lô hàng đó là 1.600. Thì như vậy là gì? Doanh thu là 2.400 và giá vốn cost of goods sold là 1.600. Các bạn sẽ để ý cách ghi nhận doanh thu sẽ bằng debit của account receivable và credit của sale hay revenue. Thì đấy là ghi nhận doanh thu. Step 2 là ghi nhận giá vốn là cost of goods sold là 1.600 và credit của merchandise inventory là 1.600. Các bạn ghi nhận chi phí thì các bạn sẽ phải ghi nhận hàng hóa giảm đi, bởi vì hàng hóa chúng ta bán được rồi thì nó sẽ tăng, nó sẽ chuyển thành chi phí. Và chi phí so với doanh thu thì sau này các bạn sẽ tính ra được cái phần lợi nhuận. Thì cái phần này là bắt đầu hơi khó vào rồi. Mỗi một nghiệp vụ ghi nhận việc bán hàng của doanh nghiệp thương mại sẽ có hai step. Step 1 ghi nhận doanh thu các bạn cũng ghi nhận giống như trên slide. Step 2 là ghi nhận giá vốn cũng giống như trên slide. Thế sang xem ví dụ tiếp theo này. Nghiệp vụ này là nó phát sinh cái gì? Nó phát sinh sale discount, tức là công ty chúng ta, ở đây là công ty bán hàng là trị giá 1.000 đô. Nhưng mà bán nợ, bán chịu cho khách hàng đấy. Trị giá của lô hàng là 800, giá gốc, giá vốn là 800. Điều khoản là 20 net 60 trong vòng 60 ngày được hưởng 2% nếu như thanh toán 10 ngày. Và sau đó thì khách hàng trả tiền và thu được và được hưởng cái discount.
Thế thì bước 1 các bạn cũng sẽ ghi về doanh thu là debit của doanh thu đây là doanh thu bán chịu, công ty mình phải ghi mà. Cái thứ hai là ghi nhận cái giá vốn của lô hàng. Cái thứ ba thì sẽ ghi nhận, bắt đầu hơi khó rồi đây này. Tổng số phải thu của chúng ta là 1.000, chúng ta thu bây giờ khách hàng trả chúng ta thu được tiền thì cái khoản 1.000 ở trên chúng ta ghi đảo lại là ghi giảm xuống là 1.000. Hưởng 2% trên 1.000 thì tức là 20%, à 20 đô là sale discount, tức là cái phần chiết khấu cho khách hàng. Và số tiền thực tế thu được của khách hàng là chỉ là 1.000 trừ đi 20 và là còn 980. Phần này bắt đầu khó rồi, lớp mình đọc cái phần này đã. Đọc cho tôi nghiệp vụ này trước. Đọc nghiệp vụ P2 này trước xong có gì thì hỏi. Sau đó chúng ta sang cái nghiệp vụ P3 kia. Mọi người đọc đi xong là tương tác là hỏi gì không. Nào có hỏi gì về cái phần nghiệp vụ này không? Accounting này, for merchandise sale này. Tức là việc bán hàng. Nói đi Triệu. Cái 1.600 đó, em không hiểu sao như kiểu vậy. 1.600 chính là giá gốc của lô hàng. Đây này, ý cái phần này người ta làm gì? Người ta sẽ xác định doanh thu và xác định cái giá gốc, cái giá nhập về của cái hàng đó để làm gì? Để sau này nó xác định cái lợi nhuận. Thì có phải là gì? 2.400 nó là doanh thu, còn 1.600 nó là giá mà mua về, giá gốc ấy. Thế thì bước 1 nó ghi nhận doanh thu, còn bước 2 nó ghi nhận giá vốn. Đoạn này chúng ta chỉ cần học thuộc là gì? Step 1 ghi nhận doanh thu là account receivable, credit của sale này, là theo số tiền đấy. Và nghiệp vụ 2 là ghi nhận cost of goods sold hay giá vốn hàng bán là debit của cost of goods sold. Nó giống như tăng chi phí lên ấy. Chi phí tăng lên thì sẽ giảm hàng hóa xuống. Nó chuyển đổi hình thái từ hàng hóa hữu hình ở trong kho chuyển sang thành hình thái chi phí. Hình thái chi phí thì là cost of goods sold sẽ debit và credit của merchandise inventory. Thì cứ tạm hiểu như thế đã. Ví dụ đề bài bây giờ tôi cho cái chỗ này, bây giờ chúng ta làm thành một cái ví dụ khác đi. Chứ cũng không cần đặt câu hỏi nhiều. Ví dụ chỗ này là 3.000 thì các bạn điền như thế nào? Chỗ này là 2.000, chỗ này là 2.000 thì chúng ta điền như thế nào? Miễn làm sao điền đúng đó, về mặt logic đó.
Còn nếu như nó thay đổi số bằng 3.000 và 2.000 thì định sẽ làm như thế nào hả Triệu? Thì 3.000 thay 2.000 tất cả 2.400. Rồi. 2.000 thì thay hết 2 cái 1.600 kia. Thế 3.000 nó là gì? 3.000 nó là gì? Lợi nhuận kiếm được ạ. Doanh thu chứ chưa, đây chưa phải lợi nhuận nhá. À, doanh thu ạ. Doanh thu thôi. 3.000 là doanh thu hay 2.400 là doanh thu đó. Và 1.600 hay 2.000 ở dưới này nó chính là cái chi phí. Cái chi phí mua về đó. Thế đấy, sang đến nghiệp vụ số 2 này. Thì cũng tương tự. Ví dụ ở đây các bạn sẽ cho, tôi cho các bạn thành 1.200. Đó, 1.200 và chỗ này là thành 600 chẳng hạn. Nhập 600 bán 1.200. Và đấy cũng hưởng cái điều khoản chiết khấu như thế này. Thì các bạn sẽ tính giúp cho tôi xem nào. Sẽ tính đúng vào cứ bước 1 ghi nhận doanh thu, bước 2 ghi nhận giá vốn và bước 3 phản ánh thu được tiền hàng, thu được tiền công nợ. Thay số vào và tính thế thôi. Chúng ta thử đọc đi và làm cái phép này.
Phần này nếu để cái số 1.200 và 600 vẫn giữ theo như vậy thì ba cái bước này chúng ta tính như thế nào? Nào bạn nào đọc và làm thử xem nào. Cao receivable thì sẽ thành 1.200 ạ. Rồi, ok. Sale cũng 1.200 ạ. Rồi. Cost của goods sold thì thành 600 và cái inventory 600. Rồi. Cái cắt ở dưới thì sẽ là 1176 ạ. 2%. Bởi vì discount nó là 2% của 1.200 sẽ thành 24 ạ. Rồi, ok. Và cuối cùng là receivable thì vẫn là 1.200 ạ. Rồi. Thì đó, bản chất của phần này thì tôi chỉ mong các bạn là nhớ các cái bước thôi. Chứ đến sang đến cái chương này, chúng ta không đặt nặng cái vấn đề là hiểu định nghĩa nợ có hay là định nghĩa về debit credit nhiều nữa, mà học từng step. Nhắc đến cái sale discount, các bạn phải nhớ ít nhất nó có ba cái step này. Step 1, hạch toán doanh thu là sale đấy. Step 2, hạch toán chi phí, giá vốn hàng bán, cost of goods sold. Và step 3, hạch toán việc thu tiền. Phần này mọi người hiểu chưa? Thì thôi, tạm thời buổi nay chúng ta học đến phần này thôi. Chúng ta sẽ học đến phần này thôi ạ. Thì để tôi tìm xem có bài về sale discount nữa không. Chúng ta sẽ làm thử một bài nữa. Em có thể em hỏi cái ví dụ cái đề bài ban đầu ấy à, là 1.800 nhỉ? Sao lại là kia sao lại 20 nhỉ? Cái gì phần thì lấy 1.000 trong một nhân với ấy đúng không thầy? 2% đúng không? Hay là em hiểu sai. 1.000 × 2% là 20 bạn. Đúng rồi, 1.000 × 2% thì đúng là 20 mà. Có gì hỏi không? Sao nhỉ? Đúng rồi, em biết nhầm là 2/10. Một nghìn và 200 cả 2% trở lại 20 rồi. Để tìm một bài khác nhá. Thì đấy, nhớ lại các cái step này để làm thôi, chứ còn nó chẳng có cái gì cả. Tôi tìm cái đề bài xem nó có không. Lười cho bài tập quá. Có bài tập chương 5 đây rồi. Đây, ví dụ sâu lên để mọi người cùng nhìn. Đây, chương 5, ví dụ nó hỏi. Đây, ví dụ câu 1 đã. Câu 1 đã. Câu 1 đã. Chỉ ra rằng cái nào thuộc về debit và cái nào thuộc về credit. Nó là tài khoản mang tính chất credit, mang tính chất debit. Sale thì là doanh thu, thì mang tính chất như nào? Sale là credit. Sale là credit. Chính xác, cost of goods sold. Cost of goods sold nó là chi phí nhé. Debit ạ. Cái này cũng mở ngoặc ra, nó chính là expense. Rồi, sale discount là gì? Đây, quay lại. Sale discount là debit ạ. Debit ạ. Debit đúng không? Rồi. Sale return and allowance nó là debit thì credit. Đây nhá, quay lại cái slide debit trước. Đây, để quay lại slide trước. Đây, ví dụ cái này nó sẽ gây ra cái việc nó thuộc về credit, nó làm giảm mà. Nó làm giảm cái giá trị hàng hóa xuống. Đây, nó thuộc về credit. Merchandise inventory nó thuộc cái gì? Credit ạ. Debit hay credit hả Yến? Credit ạ. Sao credit được? Hàng hóa tài sản mà. Mua về mà. Merchandise inventory mà. Debit ạ. Debit, mua hàng hóa về, hàng hóa tăng mà. Tài sản. Nó có tăng, có giảm, số dư nó nằm ở bên debit. Đây thì nó lại chơi cái trò ghép hình à, đuổi hình bắt chữ à. Nó bảo các bạn là index các cái định nghĩa này vào các 10 cái câu dưới đây. Câu 1, ownership of goods is transferred when delivers to buyer place. Tức là chuyển đến cái nơi của người
người mua. Như tôi vừa nói lúc đấy, hàng hóa mà chuyển đến nơi của người mua thì cái này nó là cái gì? Nó là giá FOB hay giá FOB destination hay giá shipping point? Destination. Rồi. Câu số 2, time period in cash discount is available, đó là cái gì? Giai đoạn thời gian mà ở đó cái chiết khấu bằng tiền thì tồn tại, thì cái này nó là chiết khấu gì? Nó chính là gì? Credit period à? Discount period. Rồi. Difference between net sale và cost of goods sold nó là cái gì? Phần chênh lệch giữa doanh thu thuần và giá vốn hàng bán là gì? Là lấy gross profit đúng không thầy? Rồi ok, gross profit chính xác. Cái mục 4. Mục 4. Tiếp đi, thử điền vài cái xem nào. Bốn là sale discount. Sale discount. Rồi. Purchase description of cash discount received from supply. Cái phần tiền mà chiết khấu bằng tiền ấy mà nhà cung cấp cho người mua thì đấy gọi là chiết khấu gì? Cái câu số 5 này. Merchandise inventory ở đây. Không, cái này không phải merchandise inventory. FOB shipping point. Không, cái này không phải là shipping point. Cash discount. Cái cash discount đúng rồi. Cái số 6 mới là liên quan đến shipping point nhá. Cái số 7. Bảy là chết discount. Câu số 7 người ta đã gọi là reduction, tức là phần giảm trong cái catalog price negotiate, tức là phần giảm giá. Phần giảm giá thì cái này nó chính là gì? Chase discount. Câu số 8 xem nào. Trả sớm thì là gì nào? Sale discount. Trả sớm không ạ? Không thể sale discount được. Trả sớm à? Chúng ta có chase discount, chúng ta có purchase discount. Chase discount là chiết khấu thương mại nếu mà mua nhiều. À, purchase. Purchase discount là chiết khấu thanh toán nếu trả sớm. Câu số 9, time period can pass before customer pays is due chẳng hạn. Trước khi mà đến hạn thì có cái thời gian này thì người ta gọi là gì? Cái discount period, còn lúc trước là credit discount period. Câu số 10, hàng hóa sở hữu, hàng hóa này, một công ty sở hữu hy vọng sẽ bán được đến khách hàng thì nó gọi là cái gì? Cái phần này nó chính là gì? Merchandise inventory. Thì đấy, tùy thôi, cái phần này định nghĩa thầy sẽ gửi cái phần này. Thế bây giờ cái phần này các bạn thử ghi xem, các bạn tính toán xem nó yêu cầu cái gì nào.
Câu này nó hỏi là gì ạ? Ví dụ nó có những cái tài khoản sau. Hãy set up tier account for merchandise inventory và set tier account cho cost of goods sold, tức là vẽ cái tài khoản chữ T của cái merchandise inventory và tài khoản cost of goods sold ra. Ví dụ ở đây nó có chi phí cost of merchandise sold to customer in sale transaction, tức là đây là phần chi phí tạo ra này, là 186 là cost of goods sold. Merchandise inventory ngày 31 tháng 12 là 27.000, tức là hàng hóa. Invoice cost of merchandise này là 190.000. Cái phần này phải phân tích ra cơ. Thì thôi để tôi tìm ra cho một cái nghiệp vụ. Ví dụ đây, nghiệp vụ này xem nào. Nghiệp vụ này. Thứ nhất là có một cái nghiệp vụ là công ty mua hàng hóa từ Token Company với cái giá trên hóa đơn 22.000, giá vốn 15.000. Thứ nhất, phản ánh rằng người mua ghi nhận ý A, ý B như nào và người bán ghi nhận ý A, ý B như nào. Tức là chúng ta đặt vai trò chúng ta là người mua, xong đặt vai trò chúng ta là người bán. Nếu người mua thì người mua sẽ được chiết khấu như nào và người bán thì sẽ phải chiết khấu như thế nào. Thì phần này nó chính là cái nghiệp vụ vừa nãy đấy. Chúng ta được hưởng hoặc là chúng ta phải cho. Thì đây là với cái bài hai chiều đấy. Thì các bạn, tôi yêu cầu các bạn suy nghĩ cái bài tập số 2 này nhá. Thì thôi bài này để về nhà đi. Tôi sẽ up cái file này lên và yêu cầu các bạn làm bài tập số 2 này đi. Suy nghĩ đã, còn không làm được thì buổi sau chúng ta chữa. Được chưa? Thế tôi up cái file này lên nhá. Up file này với lại cái phần các bạn cố gắng làm ở trong cái phần xem lại cái phần slide buổi hôm nay đi. Xong rồi buổi sau thì hỏi bài tập này. Chương 5. Lớp tập trung đọc và suy nghĩ bài thứ 2 nữa. Đó. Thì thôi, mời các bạn nghỉ nhá. Buổi sau thì chúng ta sẽ chữa cái phần này. Thì các bạn đọc trước đi, không hiểu thì sẽ hỏi để tôi nói lại cái phần về doanh thu, phần chi phí giá vốn và xác định cái việc thanh toán tiền cũng như là phần tiền được hưởng từ cái phần các loại chiết khấu và các loại giảm trừ doanh thu. Thì thôi, mời mọi người nghỉ nhá. Thì phần này tôi yêu cầu đó. Thì chúng ta suy nghĩ, đọc và suy nghĩ đã. Ok chưa? Vâng. Rồi, thế thôi, mọi người nghỉ đi. Anh chào thầy ạ. Chào mọi người. Mọi người nghỉ đã.